Dạ con nghe cô ơi. Kiên, con coi kêu nó lại ký túc xá đi Kiên. Chứ nó đi về, ngày mai lại đi trễ nữa. Có gì con coi nó giùm cô nha. Dạ con biết rồi. Cái gì nữa vậy trời, nguyên ngày hôm nay đã mệt rồi. Thôi, về thì về, đi. Trời ơi, nó đã. Ôi. Trời ơi, tôi nhớ cái giường ở nhà của tôi quá. Kiên ơi. Kiên. 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 Hả? Ông kêu tôi hả? Làm gì vậy? Đây nè, đây là các ý chính của bài thuyết trình ngày mai. Cái gì vậy trời? Ê, cái này tôi nói thiệt nha, cái này là cuộc thi sinh viên. Trời ơi trời, chứ đâu phải khởi nghiệp đâu mà sao tôi thấy ông bị nghiêm trọng quá vấn đề vậy? Thi thố thì phải nghiêm túc chứ. Tôi muốn thắng cái cuộc thi này. Ê mà tôi hỏi nè, bộ ông cần cái giải thưởng 50 triệu đó lắm hả? Cái đó là phụ thôi. Tôi muốn tham gia buổi pitching. Tôi muốn được cầm idea chào với các nhà đầu tư. Hết chưa? Vậy thôi hả? Vậy thôi thì ông cứ làm thôi chứ đâu mà ông cứ tự tạo căng thẳng, tự tạo áp lực cho bản thân mình vậy. Thôi ông ơi, thi này thi chơi mà ông ơi. Thôi, kết quả không quan trọng đâu, mệt quá. Thi chơi vậy ông thi chi? Thì tại mẹ tôi muốn tôi thi, chứ tôi đâu thích mấy vụ này đâu. Ê, về tới phòng rồi nghỉ ngơi đi, bớt căng lại, cho bạn bè chung phòng bớt căng theo. Thi thì cũng đã thi rồi. Vậy đi, tôi đi tắm á, nhìn ông lên thấy nóng nữa. Mẹ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với phần thi thuyết trình của nhóm Diamond. Mấy năm gần đây, giải cứu nông sản đã trở nên quen thuộc. Có rất là nhiều loại nông sản cần được giải cứu vào mỗi vụ thu hoạch. Dù rất sẵn lòng mua vài ba ký cam, khoai lang hay là bí đỏ, nhưng tôi vẫn tự hỏi, cho đến khi nào nông sản Việt hết phải giải cứu? Mình mà kỳ vậy ta, tôi chắc chắn luôn á, hồi nãy tôi thấy rõ ràng cái chữ cam sành, cái chữ mà tôi viết sai chính tả tôi nó không thèm chỉnh luôn. Nè, sao nhóm ăn đám bà của nhóm tôi hả?
nó không phải bà cũng nhắm nó đâu. Bà này là bà nhắm tụi tôi làm á. Thầy cô, tôi nói anh các bà cũng nhắm tụi em á. Trời, thái độ, làm thái độ vậy? Anh các bà còn thái độ. Cứng